Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 28 tháng 3 trên đài truyền kết thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc đang trong quá trình suy yếu và lệch đông, cho nên nhiệt độ tại khu vực này đang có xu hướng tăng dần. Dự báo trong đêm nay và dạng sáng mai, trời chỉ hơi xe lạnh với mức nhiệt độ phổ biến dao động từ 17 cho đến 20 độ, đôi lúc xuất hiện sương mù nhẹ. Ngày mai sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp nóng ở phía tây cũng là nguyên nhân dẫn đến quá trình gia tăng nhiệt nhanh hơn. Ban ngày có nắng với mức nhiệt độ trưa chiều lên đến 24 đến 27 độ, riêng khu vực Tây Bắc ở mức 27 cho đến 30 độ. Thưa bà con tại các tỉnh thành miền Bắc, dưa lê là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, thời tiết vụ xuân hè liên tục có sự thay đổi, do vậy bà con cần chú ý một số biện pháp sau đây để đạt năng suất cao. Vụ xuân hè do thời tiết đầu vụ trời rét, ít nắng, nồm ẩm cho nên bố trí gieo cây con trong bầu và có khung ni lông che chắn để giúp cho cây phát triển được thuận lợi. Khung che cần đóng mở linh hoạt để đảm bảo cây được ấm và không quá ẩm. Khi tưới nước cho cây dơ lê trong bầu thì bà con cũng cần lưu ý là chỉ nên tưới đủ ẩm và không tưới quá muộn. Khi làm đất thì bà con cần xử lý đất trồng bằng vôi tả hoặc là chế phẩm nấm đối kháng. Lên luống rộng 1,8 cho đến 2 m, cao từ 25 cho đến 30 cm và rãnh rộng 30 cho đến 35 cm. Luống thoải dần về hai bên mép. Mà bà con nên dùng màng phủ chuyên dùng cho rau màu với dưa lê xuân hè. Trồng cây theo hàng, cây cách cây từ 25 cho đến 30 cm và đảm bảo từ 700 cho đến 800 cây một xào bắc bộ. Bà con cũng cần thực hiện bón lót, bón thúc đúng quy trình để cây sinh trưởng phát triển tốt. Bên cạnh đó thì bà con cần thường xuyên giữ đủ ẩm cho dưa, nên tưới ngấm cho dưa, không nên té lên thân lá, nhất là vào thời điểm chiều tối. Khi thân chính có 4 đến 5 lá thật thì bà con bấm ngọn, nhánh cấp 1, cấp 2 có 4 đến 5 lá lại bấm tiếp. Ngoài ra bà con cần tỉa lá già, lá bệnh không còn khả năng quang hợp, lá bị che khuất Trước khi thu hoạch khoảng 15 ngày thì bà con cần bấm ngọn và quả không có khả năng cho thu hoạch. Bà con cũng cần chú ý phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc 4 đúng, tốt nhất nên thực hiện theo quy trình việt gáp để đảm bảo cho sản phẩm được an toàn. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại miền Trung. Thưa quý vị và bà con, gió đông bắc suy yếu cho nên mưa giảm nhanh, ngày mai toàn miền trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 25 cho đến 28 độ tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ thì nhiệt độ giao động từ 28 đến 31 độ. Thưa bà con, tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, hiện nay ít nhất hơn 16.500 trong số gần 21.000 lồng nuôi tôm hùm bị bệnh, với tỷ lệ tôm chết trong mỗi lồng nuôi là từ 10 cho đến 30%. Nguyên nhân gây phát sinh bệnh trên tôm hùm là do mật độ nuôi quá dày cả về số lượng lồng nuôi và số con trong mỗi lồng nuôi làm lưu tốc dòng chảy kém, cản trở sự lưu thông nước. Ngoài ra, do ảnh hưởng tình hình mưa vừa qua kéo dài đã làm cho các vùng nuôi tôm hùm trên địa bàn thị xã Sông Cầu bị ngọt hóa trong thời gian quá lâu, dẫn đến sức đề kháng của tôm bị suy yếu. Trước tình hình này, thì bà con cần tuân thủ hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp để có các biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế thiệt hại. Đến với các tỉnh thành phía Nam, thời tiết tại đây sẽ bắt đầu có những thay đổi. Do ảnh hưởng của vùng nhiễu động từ ngoài biển đẩy vào, cho nên những cơn mưa rào và rông sẽ xuất hiện nhiều hơn, trong cơn rông thường đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh cho nên người dân khu vực ven biển cần hết sức lưu ý. Mưa tập trung vào chiều tối, còn vào ban ngày thì trời vẫn còn nắng và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Tiếp nối bản tin xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, Trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 16 cho đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ, khu tây bắc từ 27 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ và thanh hóa, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù rải rác, còn trưa chiều thì giảm mây hửng nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 17 cho đến 20 độ, vùng núi có nơi còn thấp hơn, còn nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 cho đến 27 độ xuôi xuống các tỉnh từ Nghệ An cho đến Thừa Thiên Huế. Tại đây đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, còn trưa chiều thì trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc từ 18 đến 21 độ, còn phía Nam từ 20 cho đến 22 độ. Còn nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng là 25 cho đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, còn nhiệt độ cao nhất tại phía Bắc từ 25 đến 28 độ, phía Nam giao động từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, còn nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực này dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất biến đổi từ 31 cho đến 34 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.